Quý vị thân mến, chúng ta cùng quay trở lại bầu không khí của giải bóng đá Thứ Hùng chiến thành cúp mùa thứ nhất năm 2022. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chứng kiến cuộc đọ tài siêu kinh điển ở trong buổi chiều ngày hôm nay giữa các cầu thủ Vĩnh Long cùng với câu lạc bộ Kha Kíp. Chúng ta hãy cùng chờ đợi vào khoảnh khắc có gọi tên Hùng Bari hay không đây. Hùng Bari, đó là quyết định đá thẳng của cầu thủ mang số 20. Bộ đôi đang sát cánh cùng với nhau ở hàng phòng ngự. Chiều cao của những cầu thủ trẻ bên phía Vĩnh Long là rất tốt, rất nguy hiểm. Người đá tình huống trả bóng cuối cùng là Thạch Mai Cung Đạt. Đức Tài đã đón nhận những lời truyền khá nhiều vào thời này. 4 tình huống cầm bóng của anh, nhưng những quả tạt vào trong thì lại không thể tới được vị trí của đồng đội. Rất nguy hiểm. Không vào. Người đã băng vào dứt điểm là Mai Quốc Đạt. Chúng ta đã thấy được tình huống tạt bóng một cách rất vừa vặn. Tình huống đáng chú ý đầu tiên ở trong trận đấu ngày hôm nay. Khó không mạo hiểm với những đường truyền từ xa. Bóng vẫn đang nằm trong cuộc. Giờ đây, đánh đầu. Phạt góc dành cho các cầu thủ Kha Kíp. Và ngay lập tức là chiếc thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Trọng tài đã ngay lập tức rút ra chiếc thẻ vàng dành cho Từ Bôn Duy Phúc. Không có gì nguy hiểm cả. Chạy trái. Cú đá quá cao so với công thành của Phạm Hải Đăng. Người đã tung ra cú đá vừa rồi là Trần Phát Tài. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống ra chân bằng chân trái của Trần Phát Tài. Phi Cường, Chí Công, Khai, Hùng Bari, đánh đầu, không vào. Người đã thực hiện tình huống đầu là đội trưởng mang số 7 Nguyễn Thanh Hải. Không có một sự đeo bám kèm gặp vào với vị trí của cầu thủ mang số 7 này cả. Khánh Duy, để chuyển tốt của Khánh Duy. Tiếp tục chơi bóng. Đánh đầu, không vào. Những pha vượm với tốc độ rất cao của các thủ Vĩnh Long. Chúng ta không thấy bất kể một tình huống phản xạ nào của thủ môn Phạm Hải Đăng cả. Đừng tiếc rằng thì trái bóng đã đi ra ngoài. Tình huống trái bóng khá nguy hiểm. Không vào. Thủ thành của Vĩnh Long đã tỏ ra rất đau đớn. Trước đó là tình huống dứt điểm cuối cùng của đội trưởng mang áo số 7 là Lê Thanh Hải. Chào anh Nguyễn. Anh nhìn hết mặt mình đúng không? Quá tắt. Rất nguy hiểm. Bóng vẫn đang ở trung cuộc. Không vào. Tình huống tạt bóng cuối cùng là của Lê Hoàng Thiên. Phong Khẩu. Thì một cầu thủ áo đỏ nữa phải nằm sân. Dường như đã có một pha va chạm rất mạnh. Rất nguy hiểm. Vẫn chưa có bàn thắng dành cho câu lạc bộ Kha Kíp, dành cho các thủ áo vàng để có được bàn thắng mở tỷ số. Khi mà đây đã là thời điểm gần như là cuối cùng của trận đấu này rồi. Rất nguy hiểm. Đó là một quyết định đá thẳng của Hoàng Danh Ngọc. Bóng đi rất cuộn và một quỹ đạo cực kỳ khó đoán. Một cú đá vào cột gần.
Cú đá vào chân trái rất uy lực và hiểm hóc của Hoàng Danh Ngọc. Liên tiếp là những tình huống để vứt bóng ở phần giữa sân. Huỳnh Anh xuống xa. Thời gian thi đấu chính thức đang chưa đến những phút cuối cùng rồi. Rất quyết liệt. Bóng vẫn đang còn. Côi cuối cùng cũng đã có bàn thắng dành cho câu lạc bộ Vĩnh Long. Trịnh Đức Bốn là tác giả trong bàn thắng vừa rồi. Trần Đức Bốn là người đã giải tỏa được mọi thứ, mọi bế tắc của trận đấu đã được khai thông. Và giây phút mà Vĩnh Long có một thời điểm họ đã bị chơi ép sân, nhưng bây giờ mọi thứ đã trở nên một kịch bản hoàn toàn khác. Một trận đấu mà Kha Kíp ở trong hiệp thứ hai họ đã dồn tổng lực lên để tấn công với những sự điều chỉnh về mặt con người ở hàng phòng ngự, ở hệ thống ba tuyến, mọi thứ. Nhưng bây giờ bàn thắng lại thuộc về cầu thủ Vĩnh Long với một tình huống tấn công tưởng chừng là đơn giản. Nhiều đàn thì họ cần phải chờ đợi tới những giây phút đá bù giờ rất nguy hiểm. Không vào. Vẫn chưa thể có bàn thắng dành cho câu lạc bộ Kha Kíp. Một tình huống rất lập bập trước khung thành của thủ môn Lê Hiếu Nhân. Chúng ta vừa được theo dõi lại tình huống mà bóng đã tiếp giáp vào phần dưới của cột dọc, chính xác là sàn ngang. Bóng dội xuống và vẫn chưa lăn qua vạch vôi. Tiếng còi bắn cuồng của trọng tài cũng đã vang lên, và đó là âm thanh khép lại với những nỗ lực của câu lạc bộ Kha Kíp. Bàn thắng tới ở thời điểm quá nhạy cảm. 1-0 là kết quả khép lại cho cặp đấu trong buổi chiều ngày hôm nay.